lâu lâu lúc giác, lúc giác đó. Kính thưa tất cả quý vị khán giả, Lê Quang đang ở phía bên trong của dinh Thống Nhất. Thời điểm này là hơn 4 giờ rưỡi rồi và dinh Thống Nhất đã đóng cửa rồi quý vị, đóng cửa đối với du khách tham quan rồi. Được biết là việc tham quan sẽ đến 4 giờ thôi. Dinh Thống Nhất được xây dựng vào năm 1962, thời của Tổng thống Ngô Đình Diệm. Đó, tuy nhiên ông Diệm thì chưa xây xong thì ông đã bị đảo chính và sụp đổ rồi. Sau đó thì Tổng thống của Việt Nam Cộng hòa Nguyễn Văn Thiều tiếp tục xây dựng. Đó. Bây giờ di tích đã đóng cửa rồi, cho nên chúng ta sẽ lên cái quán cà phê để ngắm dinh Thống Nhất quý vị. Cái quán cà phê phía bên trong này đẹp chưa? Đây, thưa quý vị thấy cái không gian của quán cà phê này như thế nào? Ở trên này chúng ta có thể ngắm nhìn cái phía dưới dinh Thống Nhất quý vị này. Một cái view quá đẹp luôn. Thưa quý vị các bạn, không biết quý vị có nhìn nhận ra đây là đâu không ạ? Lê Quang đang ngồi trong một cái quán cà phê nằm ngay phía trước của dinh Thống Nhất luôn. Đó. Cái quán cà phê buổi chiều ngày hôm nay thì quý vị thấy là rất là vắng khách luôn. Nhưng mà góc nhìn cái view được quá tuyệt hết. Thì view này vừa là view đắc địa đấy. Đắc địa đấy. À, đắc địa đây. Nhìn xuống phía trước này, mình là cái đường nào? Phía trước mình đây là cái là nhà thờ Đức Bà. Đó, đường thẳng với dinh Thống Nhất là đường gì hả? Quên đấy. Lê Duẩn. À, đường Lê Duẩn. Lê Duẩn là các lãnh sự quán. Lãnh sự quán Anh, lãnh sự quán Pháp, rồi Thảo Cầm Viên. Bây giờ thì dinh Thống Nhất chỉ mở cửa đến 16 giờ thôi. 16 giờ. 16 giờ. Du khách họ đến tham quan có đông không? Xin giới thiệu là anh Tổng Trung. Xin chào mọi người. Thì anh là một hướng dẫn viên du lịch. Đúng rồi. Kiêm một huấn luyện viên tennis. Hướng dẫn viên là nghề chính. Mà dạy tennis là nghề phụ, nhưng bây giờ thì ngược lại. Bây giờ thì dạy tennis là giờ nghề chính rồi. Thi thoảng anh là hướng dẫn viên tiếng Anh đúng không? Đúng tiếng rồi. Anh rất là giỏi. English speaking guy. English speaking guy. Thì anh chắc là cũng đã hướng dẫn rất nhiều du khách vào tham quan cái dinh Thống Nhất. Thì trong dinh đây là có rất là nhiều cái hệ thống và thiết kế bởi một cái kiến trúc sư người Huế mình luôn. Anh chủ tổng tổng chúng của là người Huế. Người Huế luôn. Đó là kiến trúc sư Ngô Việt Thù. Ông Ngô Việt Thù là người đầu tiên của Việt Nam, hình như bây giờ cũng là duy nhất đạt giải Khôi Nguyên La Mã đó. Đó. Một cái giải mà coi như là mặc dù không phải chính thống nhưng mà một cái người Việt mà qua bên Ý đúng không? Đúng rồi. Mà có thanh danh mà trở thành được mọi người tôn vinh như vậy. Đúng rồi. Ở một cái vị trí rất là cao như vậy, mà về kiến trúc nữa là điều hiếm đó, hiếm có. Đó. Thì anh đến đây thì anh thấy du khách họ cảm nhận như thế nào về cái kiến trúc của cái tòa nhà này? Thì anh cũng họ du khách tới đây họ chụp hình rất là nhiều. Đó, và họ rất là nhận được cái nét độc đáo ở đấy là kết hợp giữa Đông và Tây. Tại vì kiến trúc sư Ngô Việt Thù sử dụng một số yếu tố giống như là bụi tre, tức là những cái lá bê tông. Và nhiều khi mà anh nặng chịu xíu quá những cái lá bê tông đó là giống như anh nặng chịu xíu quá cái bụi tre, rồi cái hệ thống dọn lùa với bụi tre là lùa vô trong cái tòa nhà rất là thông thoáng, đúng không? Thông thoáng. Vừa lại sáng này, vừa lại không khí này, vừa lại có một cái bản sắc Việt Nam nữa. Bản sắc Việt Nam, được cái lam bê tông nữa. Cái này là mình thấy là ngay cả cái lam ở cái tòa nhà của cái trường Đại học Sư phạm Huế thì cũng rất là nhiều lam, cũng là cái phong cách của Ngô Việt Thù đấy. Đây là phong cách mà người ta nói kiến trúc Đông và Tây, và nó vi khí hậu nó giúp cho những cái thời điểm mà trời mưa hoặc là nắng ở khí hậu nhiệt đới Việt Nam để khắc phục tình trạng này. Ngoài ra thì anh thấy rằng là đối với công trình lịch sử thế này thì du khách họ vào thì với anh là một người hướng dẫn viên Việt Nam. Đúng rồi. Thì anh giới thiệu như thế nào về cái tinh thần của Việt Nam trong cái này? Thì cái tinh thần Việt Nam ở đây rất là độc đáo. Một cái công trình mà được vinh danh hồi xưa là
Head of Indochina, tức là đường đầu của ba đường Đông Dương ấy. À. Đó thì cái tòa nhà ở đấy là sử dụng cho toàn quyền Đông Dương. Vị trí rất là đắc địa. Có nghĩa là cái vị trí này trước khi được xây dựng cái dinh độc lập, trước khi cái dự án này thì nó đã là dinh của toàn quyền Đông Dương. Nhưng mà mình được biết rằng là sau này thì cái thời kỳ của Tổng thống Ngô Đình Diệm thì được quyết định xây dựng theo cái thiết kế mới của kiểu sư Ngô Việt Thù. Và mình được biết rằng là cái công trình này là cũng là một công trình mà có cái giá trị lớn nhất của thời đó. Đúng rồi. Lên đến 150.000 lượng vàng. Đúng rồi, 150.000 lượng vàng. Là nó rất là khủng đúng không? Đúng rồi. Cái diện tích của nó thì như mình được biết là nó cũng có khoảng là 20.000 mét vuông. Đúng, 20.000 mét vuông. Thì bây giờ nó là bao nhiêu tầng? Nó là 4 tầng, một tầng hầm nữa, một tầng hầm về tầng thường nữa, tầng thường là có máy bay trực thăng đáp luôn. À là có cả máy bay trực thăng. Thực ra thì mình đã vào tham quan rồi, đáng lẽ ra là cũng vào một tí để cho quý vị hình dung. Nhưng bây giờ thì chắc là những cái video về cái này thì cũng đã có nhiều rồi. Đúng rồi. Hôm nay mình đến muộn thì mình cũng có cách để mình mình làm cái video này mình cũng bị thu cần đúng không? Đó. Thì không gian nó rất là rộng, xung quanh là nó là một cái diện tích đến đến là khoảng hơn 12 hectare. Đó, thấy ở dưới nó có cái cỏ trong tròn giống như hồ quyên Huế mình không? À đó đó đó. Cái cả đó hình mà cũng hình cái diện tích này nó lớn hơn hồ quyên một tí. Chốc nữa thì mình sẽ nói về cái ý tưởng mà anh Trung rất là tâm đắc và ngay cả bản thân mình cũng tâm đắc. Cái dự án của anh Trung lần trước mình cũng nói, bây giờ cũng nói và cái dự án này thì biết đâu nó cũng có thể triển khai ở đây cũng như là ở Huế. Nhưng mà trước khi mình nói cái câu chuyện đó thì mình lại tiếp tục nói về cái công trình này đó. Đúng rồi, công trình rồi. À thì nay có khách ở dưới này quay khách hay. Rồi, du khách hả? Đó, đó hay là du khách. Đúng rồi. Đó, du khách đang đi bộ là hai người đi bộ kia nè. Ở đây góc nhìn này cái quán cà phê này là lâu chưa? Quán cà phê này là cũng khá lâu rồi đó. Mấy năm rồi. Mà mình thấy cũng hiếm có nghe, bởi vì đúng là ít khi mà người ta để một cái vị trí quán, có phải là trưởng quán đấy, trước đây là nó một cái nhà trước đây đúng không? Trước đây là cái giống như cái phòng bảo vệ đó, để mà ngay từ cổng của dinh luôn. À đó, chứ mình không thể nào một cái dự án nó mới xây được cái đó. Đúng rồi. Nó là một phần của nhà bảo vệ. Ở vị trí này chúng ta có thể quan sát được tất cả mọi thứ ở phía bên ngoài. Đúng. Ai tiếp cận cái đó chỉ là có thể được cái đây bảo vệ mà. Bảo vệ. À, cho nên nó phải như thế này đúng không? Đúng rồi. Chứ còn không thể nào mà làm quán cà phê mà nằm cái vị trí đặc biệt như thế này được. Đúng rồi. Bây giờ họ gọi là tận dụng được khai thác được cái này thôi. Mình thấy rất là hay. Bên kia là bằng bè, còn bên kia là cà phê. À, bên đây là cà phê. Rất là hay. Thì nếu theo như chung mình vào trong cái công trình phía bên trong thì cái gì mà theo chung là độc đáo đặc biệt nhất ở biên tập viên, độc đáo đặc biệt nhất mà du khách họ cảm thấy mình giới thiệu du khách họ thích nhất đó thì thực tiễn là những cái nội thất của những cái phòng, những cái phòng khách tiệc rồi phòng tiếp xúc tiếp đón các du khách nước ngoài, các đại sứ nước ngoài, rồi phòng chỗ nhà riêng của tổng thống ở hồi xưa, rồi phòng oval room, tức là cái bàn giống như bàn Nha Trắng á, cái bàn oval room cái bàn dài thế này là mọi người đều nhìn thấy giống như cái elite mình ngày oval room. Mà mình cũng nói quan cái công trình này á thì đầu tiên là ông Ngô Đình Diệm là xây dựng, nhưng mà Ngô Đình Diệm chưa xây xong thì đã bị đảo chính rồi. Thì sau này ông Nguyễn Văn Thiều mới làm cái này. Đúng rồi. Thì nói chung là một công trình mà khi họ cả khánh thành cũng rất là hoành tráng đó. Đúng rồi, là đây cái công trình là cả quá trình phát triển của dân tộc Việt Nam mình. Thì bây giờ cái trước đây thì nó gọi là dinh tổng thống, nhưng mà sau khi đất nước thống nhất lại là dinh thống nhất. À thì người ta đặt tên người thống nhất rất là ý nghĩa đúng không? Reunification Palace. À đó là cái tên thống nhất. Đúng rồi. Mình thấy là cái tên cũng rất là ý nghĩa. Và bây giờ đất nước thì hòa bình lập lại rồi. Mọi cảnh vật nó rất là thanh bình đúng không? Mọi thứ thì mình thấy cái đây là một cái di tích cấp quốc gia đặc biệt. Cấp quốc gia đặc biệt. Đó là đây là một biểu tượng của thành phố nữa, một biểu tượng về sự hòa bình, về sự thống nhất. Cái này rất là ý nghĩa. Mà hắn có mang tính chất phong thủy nữa, vị trí hắn rất là đắc địa này. Hắn nằm cuối đường Lê Duẩn, đầu từ đây mà đấm thẳng xuống á là dính là Thảo Cầm Viên. Trước khi đường Lê Duẩn là nó là thời kỳ đó, trước đây là tên gì vậy? Tức là thì có cái đường đi ngang là gần Catinat. Catinat là đường Đồng Khởi á. À đúng rồi. Tên Pháp hồi xưa đó. Ở đây là một trục, giữa một trục Khả Hồng Môn đó, cái dài đó. Đúng rồi. Là bên đi là đại sứ quán Pháp, đại sứ quán Anh, đại sứ quán Singapore, rồi coi như cái dọc con đường này rất là toàn là từ những cái vị trí mà mang tính chất đối ngoại á. Đối ngoại. Đối ngoại quan trọng. Cái này gọi là trước đây gọi là đại lộ đấy. Đại lộ. Bolivar đó. Bolivar. Tất nhiên cái thời giai đoạn đó thì xe cộ ít, cho nên đường trên này là gọi là rộng rồi. Phía sau này á
Vì sao nó là một cái công viên đó, công viên tàu đa. À công viên tàu đa. Vì sao tức là nhìn cái mặt xanh để mà nhìn trên xuống á. Thì mình đi bằng drone á, drone nó là máy bay á, đó mình nhìn trên xuống là xung quanh là xanh hết. Còn công viên là đấy trước mặt là cũng là công viên. Thấy không? À. Mà sau đi cũng là công viên. Đó mà quy hoạch rất là gọi là tập thể, tổng thể, mặc dù trước, bây giờ thì người ta có cảm giác rằng là nó nhỏ, nhưng mà trước đây thì nó là một cái gì đó nó rất là hoành tráng đấy. Có một điều là hình như năm nào thì cái giải xe đạp mà xuyên Việt đó là kết thúc là chỗ này, chỗ này, và đúng vào một trưa ngày 30 tháng 4 đúng không? Trưa 30 tháng 4 là cái vị trí này luôn á, sử dụng cái vị trí này luôn, cái vị trí chỗ vị này là cái vị trí điểm cuối cùng của cái đoàn xe đạp. Và cái cua rơ nào mà về đích vào cái thời điểm đó nó thì rất là ý nghĩa, giá trị. Mình cũng đã đi cái cung đường rồi, đi từ Hà Nội đi ra Hà Long, Hà Long đi xuống nguyên cái chặng đường dọc bờ biển đi ra Huế. Mình đi mà chị đi mà đi mà xe đạp á, đi xe đạp đi à? Mình dẫn khách du lịch đi bằng xe đạp á. À mà đi đông khách xe đạp luôn. Đi xe đạp luôn. À chắc là du khách họ thú vị lắm á. Vì cái cung đường của mình nó rất là đặc biệt. Cung đường xuyên Việt thấm thấm luôn. Đạp hoa cái tới luôn. Đạp hoa đấy. Đi mất bao lâu? Mất cả tháng. 12 ngày. 12 ngày xong giỏi đấy. Thì mình đi có cái plan á, sẵn một ngày đạp ít nhất 100 cái số. Thì cái đoạn khó khăn nhất là cái đoạn Hải Vân này mình. À, đạp vấn đề Hải Vân luôn. Hải Vân luôn. Ôi, đạp vấn đề Vân luôn. Hải Vân luôn. Đây quý vị thấy đây anh Trung này. Đó thì cũng rất là thể lực nha. Yeah. À, hóa ra đạp cũng chinh phục cái cung đường mà nó phải nói là đặc biệt. Rồi lên Đà Lạt nữa. À đi Đà Lạt nữa. Lên Đà Lạt nữa. Lên cao nguyên Lâm Viên nữa. Lâm Viên nữa. Chà đây là đấm xuống thành phố. Cũng rồi đúng anh Trung thấy rất là nể anh đó. Thấy là mấy cái anh cu rơ sẽ đạp nể phục, nhưng mà bản thân mình cũng nể, họ là vận động viên, họ luyện tập cả ngày cả đêm. Đúng. Còn mình bản thân mình là hướng dẫn viên, mình trải nghiệm, mình trải nghiệm, mình vẫn đạt được. Đây là một sự gọi là cũng một quyết định cũng rất là dũng cảm của anh, dũng cảm đó, này cũng đánh giá rất là cao cái dũng cảm. Bây giờ thì chúng ta cũng nói quá rồi, bởi vì thực ra là cái công trình này có nhiều cái rất là hay trong đó, và có lẽ là sẽ chờ một lúc đó mình vào đó để mình trải nghiệm cảm giác thì nó sẽ rất hay hơn. Còn bây giờ mình đứng ngoài thì tất nhiên mình chỉ có điểm qua như vậy thôi. Điểm qua như vậy, nhưng mà mình cũng thấy được cái sự tự hào khi mình có một công trình như vậy. Và mình cũng đứng ở một cái vị trí mà lịch sự như vậy, mình cũng rất là giá trị. Bây giờ là nói về cái chuyện mà trở lại với một cái dự án mà anh rất là tâm huyết và bản thân mình cũng rất là tâm huyết. Đó là trước đấy thì anh muốn là cái hộ quyền của mình. Đúng rồi. Một cái đấu trường mà duy nhất trên thế giới luôn. Đúng rồi. À cái đấu trường mà nó phản vất cái đấu trường cái của Colosseum, hoặc là đấu một cái đấu trường của gì vậy? Của võ sĩ giáng đấu. Võ sĩ giáng đấu cũng đấu trường gì hả? Đấu trường gì mà anh nói là cái một cái đấu trường của của Ý chứ đó. Của Ý là Colosseum rồi. Pula. Đó. Là bỏ sân tennis vô trong đó. À sân tennis. Thì anh phải có cái ý tưởng. À Colosseum thì anh thì có một sự liên lạc ấy. Vừa rồi cái ông Marin Cilic là ông bị rớt hàng xuống 777 thế giới. Mong đánh một phát là vô địch giải thường của hạng coi như là hàng châu luôn. Có nghĩa là cái năng lực anh vô chung kết luôn. Năng lực anh rất là ngon, nhưng mà vì anh thì nói là cái Pula Croatia là có cái Pula nổi tiếng là quê của anh Marin Cilic rồi. Ở đây thì có như thế này, đó là anh muốn là anh có một ý tưởng và liên quan thì rất là muốn truyền đạt cái ý tưởng đó đến cho mọi người. Và nếu mà ai quan tâm đến cái đó thì có thể biến nó thành hiện thực. Đúng. Cái quan trọng là biến nó thành hiện thực để mà quảng bá Huế. Quảng bá Huế. Ở đây đó là đấu trường đó hoàn toàn có kích thước vừa với một cái sân tennis. Đúng. Vừa một sân tennis. Đúng rồi. Đó và bây giờ thì nó là không sinh động, nó là một cái đấu trường mà người ta đến để nhìn thôi. Nhưng bây giờ thì nếu mà bỏ vào đó một cái sân tennis. Và cái sân tennis này nó không ảnh hưởng di tích. Đúng. Sân được lưu động. Đúng. Đó thì biết đâu chúng ta có thể tổ chức những cái giải đấu ở một cái tầm vừa phải. Và thậm chí là kêu gọi những cái vận động viên mà nó đẳng cấp cao hơn. Đó. Bởi vì sao? Bởi vì để mà nó không chỉ là đơn thuần để mà biểu diễn nữa, mà nó còn là phục vụ cho để cái gọi là kêu gọi bảo vệ động vật hoang dã. Cái này rất được nhiều người trên thế giới quan tâm. Ủng hộ đấy. Tổ chức WWF cũng sẽ rất là quan tâm cái vấn đề này. Đó. Thì cái dự án đó thì lên ý tưởng và cũng nói rồi thì đến bây giờ vẫn chưa trở thành hiện thực. Trong khi đó thì mình mới được nghe anh Trung có nói rằng cái dự án đó có thể là mình sẽ được nó hiện thực hóa ở đây. Đúng. Ở những cái vị trí trước cái sân của Dinh Thống Nhất. Dinh Thống Nhất. Bởi vì ở đây thì cũng đã từng triển khai một cái dự án về nghệ thuật đúng không? Nghệ thuật. Đó là thời trang.
thời trang gọi là Elle Elle là mình có gửi lấy qua cái clip rất là hoành tráng đúng không, diễn ra đây luôn á, diễn ra đấy tay sự có luôn à, đó quý vị thấy cái di tích à, trước đây nó là một khác, bây giờ nó là một cái công trình văn hóa, nó làm sao để mà mình tổ chức cái sự kiện để làm sao đó để mình giới thiệu được cái di tích đó đúng, để cho mọi người thấy cảm thấy tự hào hơn, để người ta biết được nhiều hơn thông qua một cái sự kiện đó đúng rồi. À, thì ở đây còn cái lời thể là cái background á, background là tuyệt vời đúng không, đúng rồi, cái background. Nhưng mà cái vị trí này thì liệu có thể tổ chức được không, mình thì mình cũng thấy anh nói như vậy nhưng mình cũng không biết là cái dự án này thì nó như thế nào và cái ý tưởng của anh như thế này thì đã từng định ai quan tâm hay chưa đó, và mình dạy một số vận động viên tennis là người nước ngoài á, ví dụ anh Andrew hoặc là chị gọi là chị một cái cô bé ở Kazakhstan thì mình có đề cập cái ý tưởng đấy và họ nói rất là hay. Và thầy họ muốn đây tỉnh đến đây mình đặt sân ở đây luôn, tại vì sân cái quỹ sân ở đây á, là có khoảng 4 sân sát cái hàng rào là khoảng 2 sân ạ. Không, nhưng mà bây giờ nó có những cái cây cối năm sau thì cái cây nó cũng được á, cái vị trí á thì cái sân á thì hàng nhỏ, cái sân là 5/7 cỏ mà 5/8 ấy đó thì mình cũng hiểu như thế nào nhưng mình thấy cũng hơi khó đó, bởi vì là cái lúc đồng thì khỏe nữa, mình có thể thả ra thả vô. Nhưng mà quan trọng đấy là mình tổ chức cái event thì cái sân có thể là một sân thôi, hoặc là không cần một sân. Mình có ở sáu sân, ở sáu dính á, là có đến 5-6 sân, hóa ra phía sáu sân là hiện bây giờ vẫn có những cái sân tennis. Đúng rồi, có một cái sân mà hồi xưa tổng thống Thiệu chơi đúng không? Nguyễn Thiệu là chơi, bây giờ mình giữ lại. Sau này là thủ tướng Võ Văn Kiệt chơi. Thủ tướng Võ Văn Kiệt là chơi đó. Chơi đây luôn. Sau này á. Thì cái sân rất là đẹp, xung quanh là có cây cối. 12 giờ trưa trời nắng chang chang vẫn đánh được, vẫn đánh được là bóng râm của cây á, là mình không bị nắng. Rồi ngoài ra là sáu dinh như là hàng loạt nhà hàng về lại quán cà phê nổi tiếng sẽ hơi đầu kín luôn đó, sẽ hơi đầu kín luôn. Rồi cái cậu bằng thường thường ban ngày là có xích lô là chờ khách ra đấy này. Thì mình có ý tưởng là sẽ sau này nếu mà các khách du lịch á mà tới tham quan những cái giải đấu á, có thể ngồi trên từng chiếc xích lô để mà quay giải. Thì là ngồi xích lô giống như một cái ghế salon thoải mái đấy, đúng không, là mình quay giải xong, tại vì cái giải nó mang tính chất lưu động á, xong rồi là xích lô thì đem về bãi, còn sân thì cách là trả lại cái dính như cũ. Thế cộng đi trên đây này, đó là cái dự án đó thì nêu ra thì nó rất là hay. Nhưng mà cụ đường tiền khá được thực tế không thì nó còn rất là nhiều vấn đề. Nó không phải đơn giản đâu. Đúng rồi. Nó khó hơn rất nhiều so với cái hộ quyền nhá. Đúng rồi. Mình nói thật ra cái hộ quyền là nó rất là đơn giản, bởi vì hộ quyền nó hiện bây giờ nó là một cái dự án gần đồng khung rồi. Đúng và nó cũng có khi nên người ta nói là thế nào nó không sống đồng, nó gần như là rất ít người quan tâm. Đúng rồi. Họ biết giá trị nhưng mà một số người khi mà du khách họ thực sự quan tâm ở bên nước ngoài thôi. Đúng rồi. Họ nghe một cái đấu trường đặc biệt như vậy họ về, chứ còn thật ra thì nó không có tour có tùy gì cả mà đúng toàn từ trải nghiệm, đúng cho rồi. Nên cái hộ quyền mình thấy hoàn toàn có thể thực hiện được đó, cái quan trọng là biết đâu những cái khán giả mà xem như này thì có thể, bởi vì nó phải có nguồn lực. Đúng rồi. Làm bất cứ gì nó cũng là cái bây giờ mình cũng chưa có nguồn lực đó, làm rất khó. Đúng. Nói là ý tưởng thì ai cũng muốn có những ý tưởng hết. Đúng rồi. Ý tưởng là có như là phong phú và không ai gọi là ai cũng có những giấc mơ hết, ai mong muốn cả. Đúng rồi. Thì mình thấy là cái hay cái gì thế này, anh đi đâu trong quá trình hướng dẫn anh cũng thử nói là cái ý tưởng đó cho du khách. Đúng rồi. Thì anh nói 10 người thì hầu như là 9 người hoặc 9 người rưỡi là người ta đã ủng hộ đúng không? Đúng rồi. Ủng hộ thấy hay quá. Họ thích cái họ thấy là và thêm sau cái đại dịch Covid là thường là nhiều người bị đột quỵ, bà mình cũng bị đúng không này. Ông hiện đang nằm viện đúng không? Nằm viện rồi. Là do là thiếu vận động. Thiếu vận động. Thì cái tennis cũng là một cái để mà khuyến khích mọi người chơi cùng vật vận động để tránh đột quỵ. Tại vì cái Covid này, cái vaccine á, làm cho mình rất là dễ. Yếu đi, yếu ấy. Thật yếu sự là nó có tác dụng phụ. Phụ á. Bây giờ mình nói thật ra là mình nói về thôi, nhưng chắc chắn là mình tiêm vaccine nó có tác dụng phụ. Làm cả về tim mạch, cả về vận động, vân vân. Thì đây, nhưng đây là anh tổng chung là anh là huấn luyện viên tennis. Thì mọi người mà ai có nhu cầu về mặt học thì cũng có thể là liên hệ anh tổng chung. Mình đã làm cho Trung Kiên. Trung Kiên. Trung Kiên, tôi đến Trung Kiên. Vị trí là 18D Cộng Hòa. Là anh
trong kia là coi như phủ sân là bao khắp thành phố đấy luôn. À vậy là, hả? Mấy chục cái sân ấy. Mấy chục cái sân luôn. Là trung tâm quận Liên Quân Vân. Quận Liên Quân Vân thì anh đang đầu quân chỗ đó. Thì mọi người biết thì quan tâm thì có thể liên hệ với tổng chung. Đây. À thì cái buổi trò chuyện hôm nay thì mình thấy là rất là thú vị và cũng rất là mình mong là có ai đó quan tâm đến cái dự án, cái sự tâm huyết của anh Trung. À, tâm huyết ở đây là nó không phải chỉ anh Trung đâu, mà anh cũng muốn là góp phần vào cũng được là bảo vệ động vật hoang dã. À, đây là sự kết hợp thôi. Nhưng mà cái quan trọng nhất đó là Huế sẽ có một điểm đến, à, một cái điểm mà nó cũng rất là thú vị và ở cái đấu trường ở nơi một cách đây ở châu Âu người ta đã thực hiện rồi. Pula rồi. À, mặc dù mình thấy cái quy mô Pula lớn hơn, nhưng mà về mặt riêng về cái giá trị thì cái đấu trường của Hồ Quyền nó cũng có rất là đặc biệt đây là bởi vì đúng là động vật hoang dã lắm á. Đấu trường duy nhất là đấu trường dành cho voi và hổ. Bây giờ không còn voi và hổ nữa. Đó. Thì mình có thể tại thậm chí là ngoài cái việc là đưa vào những cái mà liên quan đến đánh tennis thì có thể mình tái hiện lại qua những hình 3D mapping này. Đó. 3D mapping á. Hay lắm. Tái hiện lại những hình của voi và hổ ngày xưa. Đúng. À, rồi là mình chiếu mình làm những cái hoạt cảnh thực cảnh như thế nào đó, thực cảnh. Bây giờ người là thực cảnh. À, biểu diễn ở trong đó. Đúng. Các chương trình show thời trang cũng có thể diễn trong đó. Đúng rồi. À, giống như ở đây. Đúng rồi. Thì mình thấy nó cũng làm sống động sinh động hơn, hấp dẫn hơn, giới thiệu và biết đâu nhiều người sẽ đến Huế để tham gia những cái giải đấu như vậy, đúng. Để tham quan những cái di tích đặc biệt như vậy, đúng. À, nó phải làm nổi bật lên đúng không? Bật lên. Đó là một ý tưởng rất là hay và hy vọng rằng là cái ý tưởng đó của anh Trung ở đây cũng như ở Hồ Quyền thành hiện thực và bản thân Lê Quang thì luôn luôn cũng rất là tâm huyết với cái dự án này, đúng cũng rồi. Mong muốn cái dự án này hiện thực. Đó thì bây giờ thì hai anh em mình bắt tay rồi. À, kết thúc cái buổi gọi là trao đổi ngày hôm nay rồi. Rất là thú vị để anh Trung con về để mà bắt đầu từ 6 giờ. 6 giờ, đúng rồi, 6 giờ dạy sẽ đến tới 10 giờ. Đó, anh sẽ dạy đến 10 giờ cho nên là rất là cảm ơn anh. Được. Khi đi vào thì anh Trung đã chờ Lê Quang đến đây để uống cà phê. Tức là anh em cũng rất là lành mạnh. Đúng rồi. Ngồi đằng nước suối đó. Đó, trong một không gian gọi là rất là gọi là yên tĩnh. Được. Chỉ có anh em thôi. Anh em thôi. Bắt tay nhá. Rồi, xin chào tất cả mọi người nhé. Hẹn gặp lại mọi người trong những video khác ở trên kênh. Xin chào. Thank you.